thì chúng ta có cái độ bình nhật, chúng ta có hai là bình nhật và cận tử. Ngày hôm trước thì chúng ta có cái trong cái bình nhật đó thì chúng ta có cái bình nhật thông thường và chiêm bao, và hôm nay chúng ta học nhắc thêm cái phần lộ cận tử. Thì thật ra cái lộ cận tử trong cái lộ ý á, nó cũng giống như là cái nó giống như là trường hợp của nó giống như là trường hợp của lộ ngũ, tức là nó cũng có bốn trường hợp, và cũng bốn trường hợp đó là hai trường hợp đối với cái cảnh rất là cảnh rất rõ cảnh rất rõ, và cảnh rất rõ thì tất nhiên là có na cảnh, và cảnh rất rõ có na cảnh, có na cảnh và xen hữu phần, xen hữu phần. Và cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai thì nó cũng là cái cảnh rất là rõ có na cảnh nhưng mà không xen hữu phần, không xen hữu phần. Trường hợp thứ ba đó là cảnh rõ, cảnh rõ tất nhiên là không có na cảnh, và cảnh rõ không na cảnh, không không na cảnh để xen hữu phần. Trường hợp thứ tư là cảnh rõ, cảnh rõ tất nhiên là cũng không có na cảnh, rồi cũng không xen hữu phần. Thì nếu mà đối với cảnh ngũ á, thì chúng ta có bốn trường hợp, đó là cái cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất lớn và có na cảnh xen hay là không xen hữu phần, và cảnh lớn tận cùng bằng động lực có xen hay không xen hữu phần. Thì đối với cái lộ ý á, thì chúng ta cũng có bốn trường hợp, cảnh rất rõ rõ thay cho cái cảnh rất lớn, và cái cảnh rõ đó thì thay thế cho cái cảnh lớn ở trong lộ ngũ môn. Thì đối với cái cảnh rất là rõ đó có xen hộ kiếp mà hay là không xen hộ kiếp, thì ở đây từ cái lúng động dứt chồng khai ý môn, rồi lập tức đó là chúng ta có năm cái động lực, rồi sau cái năm động lực vì là cái cảnh rất là lớn, xin lỗi, cái cảnh rất là rõ cho nên sẽ có hai na cảnh. Sau na cảnh đó thì nó có cái trường hợp nó xen một cái hữu phần hay là hộ kiếp vào đây rồi mới khởi lên cái tâm tử. Rồi cái trường hợp thứ hai là sẽ không có cái hữu phần, trường hợp thứ hai thì nó sẽ không có hữu phần rồi tử. Rồi sau tử đó thì cũng như là đối với trường hợp tử bằng lộ ngũ môn, tức là sau tâm tử rồi đó thì nó sẽ lặp lại là cái tâm khởi đầu kiếp sống, được gọi là cái tâm tái tục. Rồi sau đó là 14 cái tâm hữu phần, 14 tâm hữu phần, rồi đến là hữu phần rung động dứt dòng, rồi khai ý môn, rồi bảy cái động lực, bảy cái động lực rồi bảy cái động lực, và đây là cái quy luật, tức là bảy cái động lực là luôn luôn là tham. Là bảy động lực tham. Bảy động lực tham. Rồi sau đó là hữu phần. Còn đối với trường hợp của cái cảnh rõ đó
Thì do vì cái cảnh đỏ nó chỉ vừa đủ chứ không có dư thừa, giống như là cái cảnh rất là rõ. Cho nên sau khi mà khởi lên bảy cái động lực thì khi đó nó sẽ cũng có hai trường hợp như trên, hoặc là có hữu phần hoặc là không có hữu phần rồi tử. Sở dĩ ở đây mà có cái hữu phần hay không có hữu phần á, là do vì như hôm trước tôi nói các vị á, một cái thời gian tồn tại của một sắc pháp á, thì nó bằng 17 sát na, 17 sát na tâm. Hay nói cách khác á, là tâm á, sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Và đối với chúng sinh ở trong cái cõi gọi là cái cõi hữu sắc, là trong đó có dục giới và sắc giới, thì tâm phải nương gá nơi sắc, và tâm nương gá nơi sắc đó, đó sau này chúng ta sẽ học cái phần đồ sắc đó, thì nó có tất cả là bốn cái loại sắc pháp. Cái sắc pháp đó là do nghiệp tạo, giống như là chúng ta làm thiện làm ác ở trong đời quá khứ, cho nên mình hãy sanh ra ở trong cái chủng loại đó với cái hình hài đó, rồi nếu mà có một cái dị biệt nghiệp nào đó, chẳng hạn giống như là cùng sanh về loài người nhưng mà có người đó thì nước da đen, người da trắng, người đẹp xấu vân vân, đó là sắc nghiệp. Và cái loại sắc thứ hai đó là cái sắc do tâm tạo, gọi là sắc tâm. Cái loại sắc thứ ba đó là cái sắc do cái nhiệt lượng thời tiết mà có, rồi cái sắc thứ tư đó gọi là cái sắc là do vật thực mà có. Thì theo cái quy luật của cái pháp hành đó, thì đối với một chúng sinh ở trong cái cõi sắc giới đó, thì có những cái loại sắc pháp mà ở đây là cái sắc nghiệp và sắc tâm đó, thì các cái hai loại sắc này đó là phải cái thời điểm cuối kiếp sống á, là cái thời điểm khởi lên cái tâm tử đó, là đồng thời cái sắc nghiệp và cái tâm tử đó là phải diệt cùng một lúc. Và chính vì cái điều này cho nên trong cái trường hợp á, mà sắc nghiệp, ví dụ giống như là trước đây và trước đây, từ cái tâm tử chúng ta đếm ngược lên 17 sắc na, từ cái tâm tử chúng ta đếm như đây là tâm tử nè, 1 rồi 2 rồi 3 4 5 6, đếm ngược lên là 17 sắc na. Thì khi đó nếu mà tâm tử á, xin lỗi, nếu mà cái sắc nghiệp đó mà sinh hơi trễ so với cái diễn tiến của tâm pháp, thì khi đó tâm pháp đó sẽ kéo dài tuổi thọ thêm một sắc na để cùng diệt với sắc nghiệp. Và nếu mà sắc nghiệp đó mà sanh sớm hơn một sắc na, thì khi đó không có xem bộ phận sau na cảnh hoặc là sau động lực đó, thì lập tức là cái tâm tử. Còn sở dĩ mà có xen hữu phần hay không xen hữu phần là vì lý do là tâm pháp phải diệt một lần với sắc nghiệp. Do đó là nếu mà sắc nghiệp nào mà sanh trễ hơn một sắc na, thì trong trường hợp đó thì sẽ xen hữu phần, chỉ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là học ví dụ pháp, do vì chúng ta học về bản thể pháp, cho nên dù là một cái sắc na nhỏ, cực nhỏ, tức là cái sát na xen kẽ trước cái tâm tử á, thì nếu nó có đó thì nó phải nói. Do đó nhiều khi có những người đọc sách á, thấy ví dụ pháp có vẻ chi ly đến mức độ mà người ta nhận xét là nó không có cần thiết, mà bởi vì trong cái phương diện mình tu á, thì mình đâu có cần thiết mình biết chi ly như vậy. Nhưng mà ở đây bởi vì chúng ta đang học về cái thực tại của các pháp, cho nên cái thực tại đó nó có cái gì đó thì phải có cái điều phải ghi nhận hết. Chẳng hạn giống như là chúng ta cầm cái máy ảnh khi chúng ta chụp á, thì
trong cái ống kính ghi hình đó, nó trước đó nó có cái cảnh gì thì ống kính ghi hình tất cả các cái chi tiết của cái quang cảnh đó. Còn mà khi mà chúng ta nhìn vào cái bức ảnh mà chúng ta chụp đó thì chúng ta nhận thấy rằng là có những cái thứ đó nó thừa hại, nó không cần thiết, và tại sao máy ảnh nó không chụp thì mới đơn giản nó lại thực tế như thế nào thì máy ảnh nó ghi hình như vậy. Còn cái chuyện mà chúng ta thích hay không thích, cần hay không cần đó là cái việc khác. Thì tương tự khi mà chúng ta học vi dụ pháp đó, có những điều mà cần vi dụ pháp đề cập đến chi li hơn là tạng kinh, là bởi vì vi dụ pháp đang nói về một cái thực tại. Như vậy đó thì lộ ý môn cận tử đó, thì nó cũng dễ nhớ, nó cũng giống như là cái lộ bình nhật thôi, chẳng qua ở đây đó là gọi là cái cận tử, đó là do vì khi cái tâm chuẩn bị chấm dứt một cái đời sống đó, thì khi đó đó cái tâm động lực ở cái giai đoạn cuối cùng đó, nó không còn đủ mạnh nữa, hoặc là do vì cái quy luật của pháp hành. Tại vì khi này là nó cần phải có một cái thời gian rất là nhanh, cho nên về phương diện động lực đó, thì động lực cái giai đoạn ở động lực này đó thì chỉ có 5 so với 7, hay nhiều hơn cái thời bình nhật. Rồi trường hợp đối với cái cảnh nó rõ hay là rất rõ đó thì nó cũng giống như cái thời bình nhật thôi, tức là có na cảnh hay là không có na cảnh. Thì đó là cái phần mà chúng ta học thêm về cái lộ ý môn thông thường. Như vậy thì trong cái lộ ý môn thông thường ấy, thì chúng ta có bình nhật và cận tử. Thì ở trong cái bình nhật đó thì chúng ta có cái bình nhật thông thường và bình nhật chiêm bao. Và cái bình nhật thông thường và bình nhật chiêm bao đó thì nó cũng giống nhau, chỉ nó có khác nhau là một vài trường hợp. Thứ nhất đó là về phương diện tạo nghiệp, thì cái lộ chiêm bao đó thì không có tạo nghiệp. Thứ hai nữa nó là cái lộ chiêm bao đó thì không có đối với một số chúng sinh, chẳng hạn giống như là cái lộ chiêm bao chỉ có cụ thể là đối với chúng sinh ở cõi người và ba cõi khổ trừ địa ngục. Còn trong cái cõi người đó thì tất nhiên là bốn người đạo thì không có, ngoài ra đó thì phải phải kể thêm nó là vị thánh a la hán cả ngày không có chiêm bao. Thì cái phần vừa rồi chúng ta học về cái lộ ngũ môn và lộ ý môn chúng ta chỉ mới học một phần, và đó là cái phần thông thường thôi. Còn cái phần kiên cố hay là phần đặc biệt thì chúng ta sẽ học sau. Thì ở trong cái phần này chúng ta chỉ có nói đến cái thái quán, và ở trong cái phần ôn tập này thì chúng ta sẽ đi chi tiết đến một số trường hợp. Tôi trở lại đó là cái lộ tâm á là trình bày cái tiến trình diễn tiến của tâm pháp theo một cái trình tự nào đó. Và khi mà trình bày cái tiến trình diễn tiến của các cái tâm á thì được gọi tên theo cái vai trò, cái chức năng khi tâm đó sanh khởi. Cho nên khi mà học về lộ trình tâm đó thì các vị học viên lần đầu tiên học thì chúng ta cần phải làm quen thêm một số cái tên mới theo cái tên gọi của cái chức năng. Ví dụ giống như là khi chúng ta học về thế nào là tâm thiện, thế nào là tâm bất thiện đó, thì chúng ta học từng cái loại tâm một. Và trong lộ trình tâm này đó thì chúng ta không có kể từng loại tâm đó, mà chúng ta kể cái vai trò của tâm nào đó khi nó đảm nhận một cái chức năng. Như là cái giai đoạn động lực thì chỉ có một số tâm tâm nào đảm nhiệm cái vai trò động lực đó, thì khi đó được gọi hết là động lực. Do đó khi mà ở đây chúng ta chỉ có kể cái tâm động lực thì chúng ta phải nhớ rằng là tâm động lực này có thể là thiện, có thể là bất thiện, và cũng có thể là tâm tố. Thì ở trong cái phần ôn tập này đó thì chúng ta nhắc lại những cái phần đã học vừa qua. Để mà học lộ tâm á, thì chúng ta nắm về môn, vật, cảnh, người, cõi. Ngày hôm nay chúng ta nhắc lại năm phần này. Thì như các vị thấy ở trên cái biểu đồ trước mặt của các vị đó,
đây là cái tâm lộ nhãn môn, cái cảnh rất là lớn. Thì ở trong cái tâm lộ này á, phân theo môn á, thì là cái tâm lộ nhãn môn, phân theo vật á, thì lộ này chúng ta có hai vật là nhãn thức á, nhãn thức á, thì nương ở nhãn vật. Các tâm còn lại đó, còn tâm còn lại á, tâm còn lại đó thì ý vật. Trong 21 cảnh á, thì cái lộ tâm này á, do vì đây là cái lộ nhãn môn cho nên á, cái cảnh ở đây á, là cái cảnh sắc. Vậy thì ở trong cái lộ tâm này á, phân theo môn á, thì chúng ta có một môn đó là nhãn môn. Phân theo môn á, lộ tâm này thuộc về nhãn môn. Phân theo vật á, thì lộ tâm này á, nương hai trên hai vật là nhãn vật và ý vật. Phân theo cảnh á, thì lộ tâm này á, thuộc về biết cảnh sắc. Phân theo người, thân theo người á, thì chúng ta trước hết đó là chúng ta có 12 hạng người. Chúng ta có 12 hạng người. Hạng người một là người khổ, người thứ hai là người lạc, thứ ba là người nhị nhân, thứ tư là tam nhân, từ thứ năm năm đến 12 là thánh, là chư vị thánh nhân. Thánh nhân gồm có người sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Như vậy, tám hạng thánh nhân, thấy nhiều con số thì tuy nhiều nhưng mà dễ nhớ. Thì tại sao mà được phân theo 12 hạng người như thế này? Là do vì hôm trước tôi có nói các vị là ở ví dụ pháp á, phân hạng người đó là theo cái khả năng nhận thức. Và cái khả năng nhận thức do vì hay sở dĩ mà có sự khác biệt á, nhận thức á, nhận thức á, sở dĩ mà có cái khác biệt đó là nhận thức, là do khác biệt, là do thứ nhất á, là do tục sinh, thứ hai đó là do tu tập, tức là do vì cái tâm tục sinh khác nhau mà cái nhận thức của chúng sanh đó khác nhau. Thứ hai là trong cùng một loại tâm tục sinh khác nhau nhưng mà do nhờ tu tập cho nên là cái nhận thức cũng khác nhau. Nếu người tu đó họ vượt thoát được các cái phàm chủng, chứng được thánh quả thì cái nhận thức khác nhau. Như vậy thì cái trong ví dụ pháp á, phân theo 12 hạng người đó là phân theo cái khả năng nhận thức. Mà phân theo cái khả năng nhận thức đó như thế nào, cụ thể đó là khác nhau về phương diện tâm. Thí dụ giống như là người khổ á, thì cái tâm của họ có thể có được á, nó không có giống như là người lạc. Người lạc và người nhị nhân á, là cái tâm của họ đó nó có những cái loại tâm á, mà người tam nhân có mà người lạc và người nhị nhân không có. Rồi có những cái loại trạng thái tâm á, mà chỉ có vị thánh nhân có mà phàm phu không có. Như vậy là phân theo người, chúng ta nói theo nhận thức, là mà cụ thể hơn là tính theo cái loại tâm mà chúng sinh nó có. Như vậy thì cái hạng chúng sinh nào mà đều dùng được các cái loại tâm giống nhau đó thì được trong ví dụ pháp đó thì xếp chung một hạng người.
Và ở trong lộ trình tâm này á, thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn có những cái tâm chủ quan, hay tâm chủ quan đó được gọi là cái tâm làm việc khổ kiếp hay là khổ phần. Và cái tâm chủ quan này đó, tuy rằng là không có bắt ngoại cảnh như là các cái tâm khách quan, nhưng mà tâm chủ quan nó có đóng một cái vai trò rất là lớn cho cái tâm khách quan. Và từ cái một chúng sinh mà tục sinh bằng một cái tâm nào thì cũng cái tâm đó, cũng cái loại tâm đó làm việc chủ quan và làm việc tử. Thì ở trong lộ tâm chúng ta thấy có những cái loại tâm như là cái tâm là vừa qua rung động dứt dòng, đó là những cái tâm hộ kiếp, hay là những cái tâm dao động cuối cùng chấm dứt cái dòng tâm chủ quan. Thì những cái tâm này đó là đối với tùy theo hạng người mà cái tâm này, cái giai đoạn này nó khác nhau. Đối với một người khổ đó, thì giai đoạn thì những cái hữu phần này tất nhiên là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Tương tự đối với các hạng người còn lại, tương ứng theo cái tâm họ tục sinh, như là người đạt vô nhân thì cái tâm đó là tâm quan sát quả thiện, người nhị nhân đó là bốn tâm đại quả ly trí, người tam nhân đó là bốn đại quả hợp trí và chín quả đấu đại. Thì chúng ta học về cái lộ tâm đó, là khi mà chúng ta học trình bày như ở trên cái biểu đồ này, thì mà nếu mà phân theo người đó thì không phải tất cả những chúng sinh nào cũng có cái dòng tâm thức giống nhau như vậy. Là như tôi vừa nói các vị đó, là với một người mà tục sinh bằng cái tâm nào đó thì cái dòng tâm thức ở đây có khác, nhị nhân, tam nhân, vô nhân, vân vân, thì cái hữu phần này có khác nhau. Và từ cái hữu phần này đó, nó làm cái nền tảng cho, nó làm cái nền tảng cho cái tâm động lực. Tôi lấy cái ví dụ trên cái biểu đồ của cái lộ ý môn, thì chúng ta thấy rằng hai cái sát na hữu phần dao động cuối cùng là rung động và dứt dòng, chấm dứt cái dòng tâm chủ quan. Thì khi đó cái tâm khai ý môn mở cửa ra cho các cái động lực, tức là những cái tâm làm việc khách quan đó sanh lên. Thì khi một người làm thiện hay làm bất thiện á, thì tùy theo cái nghiệp đó mà nó cho rất là nhiều cái tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Và một trong những cái tâm quả bất thiện hay thiện đó sẽ cho chúng sinh tái sinh bằng một cái cảnh giới tương ứng. Và cái tâm tục sinh do mãnh lực của nghiệp tác động, tục sinh bằng cái tâm nào thì quy luật của tâm pháp, thì suốt cái thời gian kiếp sống của chúng sinh đó, thì cái dòng tâm chủ quan cũng cùng loại tâm với cái tâm tục sinh. Và nếu đó là một cái tâm tục sinh ly trí, tức là tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiện hay là quả bất thiện, hoặc là bốn tâm đại quả ly trí, thì với cái nền tảng là tâm hộ kiếp ly trí đó đó, cho nên cái nền tảng đó đó không có thể làm cái điều kiện cho những cái tâm động lực hợp trí ở cái trình độ nhận thức cao, tức là thiền và đạo quả. Do vậy một người mà tục sinh bằng cái bằng sáu cái loại tâm, tức là hai cái tâm quan sát thọ xả và bốn tâm đại quả ly trí đó, thì người này không có thể chứng thiền định và đạo quả. Cụ thể đó là người nhị nhân, người khổ, người lạc, người nhị nhân, thì những người này không thể
chứng được đạo quả, do vì cái nền tảng của cái tâm chủ quan. Và ở trong cái lộ trình tâm á, thì chúng ta thấy rằng là trên cái biểu đồ được biểu đồ minh họa trên sách của Sư Giác Nguyên đó, thì sư có dùng màu để sư mô tả về cái tầm quan trọng cũng giống như là cái khác nhau giữa cái dòng tâm thức. Thì ở trên biểu đồ này á, chúng ta nhìn thấy cái tâm nào là cái tâm màu đỏ là cái tâm đó được xem như là cái tâm nhân, cái tâm đó có thể tạo quả, chỉ trừ trường hợp đó là cái tâm của vị A-la-hán. Lẽ ra cái tâm đó vẫn có cái vai trò tạo quả, nhưng mà trường hợp của vị A-la-hán cho nên là không tạo quả được. Còn lại đó thì những cái tâm làm việc động lực, đó là những cái tâm quyết định, cái tâm xử lý cảnh, cái thái độ đối với cái cảnh, thì đó là những cái tâm quan trọng. Còn các cái tâm còn lại đó thì chỉ trừ hai cái tâm khai ý môn và khai ngũ môn, còn lại đó thì đều là những cái tâm quả. Và đã là cái tâm quả rồi đó, thì cái tâm đó, đó là do cái mãnh lực của nghiệp tác động, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta thay đổi được cái tâm quả. Ở cái dòng tâm động lực á, thì có thể thay đổi được. Ví dụ giống như là một người thấy cái cảnh sắc, thì người đó có thể khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện hay là cái tâm bất thiện. Nhưng mà cái dòng tâm mà những tâm mà tâm quả hay là những cái tâm làm việc một theo cái quy trình của tâm pháp đó, thì những cái tâm đó là không có thay đổi. Ở đây chúng ta thấy ở trong cái lộ nhãn môn đó, thì có những cái tâm như là cái tâm khai ngũ môn, rồi cái tâm nhãn thức sanh lên là tiếp thu quan sát đoán định. Thì các cái tâm nhãn thức tiếp thu quan sát đoán định đó, đều là những cái tâm quả. Na cảnh đó, cũng là những cái tâm quả. Và do vì những cái tâm quả này cho nên nó sẽ làm việc theo cái vai trò cố định do nghiệp chi phối. Tức là dù đó là một vị thánh nhân không còn phiền não, nhưng mà khi các ngài nhìn thấy cái cảnh sắc, mà cái cảnh đó vốn là cái quả của bất thiện ở trong đời quá khứ, như là các ngài cũng nhìn thấy những cái cảnh, những cái hình ảnh dơ bẩn vân vân, thì khi đó cái tâm nhãn thức của các vị A-la-hán vẫn là cái nhãn thức quả bất thiện. Và nếu cái cảnh đó là do cái thiện nghiệp mà có đó, thì sẽ là nhãn thức quả thiện. Tương tự như vậy đối với nhĩ tỷ thiệt thân, thì ở đây là những cái tâm quả, do vậy cho nên không có thể sửa đổi được. Nó giống như là ở trên cái phone hay cái bất cứ một cái máy móc nào mà chúng ta dùng, thì có những cái bộ phận đó là nó làm việc theo cái chức năng cố định của nó. Chẳng hạn giống như là trên cái phone đó, thì cái máy ảnh đó, thì chỉ để ghi hình ảnh, thì cái chức năng của nó là chỉ vậy thôi, chứ nó không có phân biệt là cái hình ảnh đó là tốt hay là xấu. Còn cái việc mà chúng ta nhận ra được cái thái độ của chúng ta đối với cái sản phẩm nào, thì cái đó là cái giai đoạn của cái tâm động lực. Còn đối với cái tâm quả đó, thì nó giống như là một cái sensor, một cái cảm biến như vậy. Tức là đối với vị A-la-hán thì các ngài, thân của các ngài thì cũng có đau nhất, thì khi mà để nhận biết cái cảm giác đau nhất đó, thì các ngài vẫn phải nhận biết bằng cái tâm thân thức quả bất thiện, chứ không có thể nào mà khi thân cảm giác đau đớn mà các ngài có thể biết được bằng cái tâm thân thức quả thiện được hết. Ở đây là do vì cái tâm này là nó thuộc về cái tâm quả, mà đã là cái tâm quả rồi thì nó làm việc theo một cái quy luật cố định của nó, và cái quy luật đó là do ảnh hưởng của sức tác động của nghiệp. Cho nên nếu mà là cái tâm nhãn thức quả bất thiện thì tiếp thu quan sát đó, nó cũng là quả bất thiện.
Nếu mà nhận thức quả thiện á, thì tiếp thu quan sát quả thiện, và cái đây là một cái quy luật bắt buộc, tức là bởi vì tiếp thu quan sát này đó nó thuộc về cái tâm quả. Và đối với na cảnh đó, thì na cảnh chúng ta có bao nhiêu tâm làm việc na cảnh? Có tất cả là 8 tâm làm việc na cảnh, đó là ba tâm quan sát và 8 đại quả. Thì ba tâm quan sát và 8 đại quả này cũng là những cái tâm quả, do đó mà cái tâm quả này nó cũng làm việc theo theo cái tác động của nghiệp. Tức là nếu mà các cái tâm quả trước nhãn thức mà họ nhận thấy cái cảnh, cái nhận thức cái cảnh do cái quả bất thiện sanh, thì cái nhãn thức đó sẽ là nhãn thức quả bất thiện, và nhãn thức quả bất thiện thì tiếp thu cũng quả bất thiện và quan sát quả bất thiện, và khi đó là cái na cảnh này nó cũng thuộc về quả bất thiện. Và nếu mà cái nhãn thức này mà thuộc về cái quả thiện á, thì tất nhiên là cái na cảnh đó, nó cũng sẽ là một trong những cái na cảnh quả thiện. Chúng ta nhắc lại, đó là cái trường hợp của hậu kiếp khách. Hậu kiếp khách đó là theo cái quy luật của tâm pháp á, là giữa hai cái cảm thọ thấy, cái cảm thọ khác biệt hoàn toàn với nhau, tức là nói chúng ta giống như chúng ta nói là hai cái thái cực á, thì không có thể gặp nhau được, mà giữa hai cái thái cực đó đó thì nó phải có một cái gì đó trung hòa. Thì theo cái quy luật của tâm pháp đó, thì cái tâm thọ ưu và cái tâm thọ hỷ á, không có sanh cận kề nhau, mà giữa thọ ưu thọ hỷ đó thì phải xen kẽ một cái tâm nào đó thọ xả. Trong trường hợp trong trường hợp đối với một người trong trường hợp đối với một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, thì các vị nhớ là một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ đó, thì toàn bộ cái hậu kiếp của họ đó là đều là thọ hỷ hết. Do vậy một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ đó, thì ví dụ như là ở đây là chúng ta có cái vừa qua rung động dứt dòng, ở đây tôi đổi màu mực để chúng ta muốn nói rằng đó là thọ hỷ. Vừa qua rung động dứt dòng này đó thì cũng là thọ hỷ. Rồi tới nó là cái khai ngũ môn, và cái khai ngũ môn rồi rồi nhãn thức, rồi tiếp thu, rồi cái tâm quan sát, rồi tâm quan sát, rồi đoán định, rồi động lực. Một hai ba bốn năm bảy cái động lực. Ở đây tôi lấy trường hợp của cái lộ tâm cảnh lớn thôi, không có na cảnh. Lộ tâm cảnh lớn thì nó có thêm một cái vừa qua này nè. Thì sau cái dòng động lực này á, nếu như cái động lực này là động lực sân, tức là một trong hai tâm sân, và do vì người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, cho nên nếu mà đối với một cái cảnh lớn trong cái lộ ngũ, hoặc là cảnh rõ ở trong cái lộ ý không có na cảnh, thì sao động lực á, thì sẽ là hữu phần, sao động lực sẽ là hữu phần. Nhưng mà do vì
Động lực sân á thuộc về ô. Cho nên giữa khi Dạ thưa sư, con thấy có 6 động lực các thưa sư, chưa đủ 7 á thưa sư. dạ, xin lỗi các vị. Sao động động lực sân thọ ưu á, thì không thể nào có cái hậu kiếp thọ hỷ sanh lên được. Trợ ưu không có thể hỷ sanh lên được. Là và lúc này bắt buộc là phải có một tâm, có một tâm na cảnh xả thọ sanh lên để trung hòa dòng tâm thức là ưu và hỷ. Và khi mà cái tâm xả thọ sanh lên, xả thọ tôi tạm thời tôi minh họa bằng cái màu xanh. Minh họa màu xanh. Và sau cái xả thọ này đó thì khi đó cái dòng tâm thức của chúng ta mới hộ kiếp thọ hỷ được, bởi vì người này tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ. Thì như vậy trong cái trường hợp này, cái tâm hộ kiếp này á là cái tâm hộ kiếp, không phải là cái tâm hộ kiếp của dòng tâm hộ kiếp chủ quan, mà nó thuộc về cái tâm khách quan. Chính điều đó mà gọi là hộ kiếp khách. Trường hợp đối với những cái tâm mà có na cảnh, trường hợp đối với cái tâm có na cảnh, ví dụ giống như cái lộ tâm nhãn môn cái cảnh rất lớn, thì chúng ta biết rằng là cái tâm ngũ phong thức á, nó có đối tượng là ngũ trần, là sắc thinh khí vị xúc. Thì cái sắc thinh khí vị xúc đó, đó nó có được chia làm bốn trường hợp. Đó là nếu là cái quả thiện á, thì cái sắc thinh khí vị xúc đó là cảnh tốt và rất tốt. Đối với cái trường hợp là quả của bất thiện đó, thì cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đó là nó là xấu và rất xấu. Thì đối với trường hợp mà xấu á, thì sẽ là cái tâm quan sát thọ xả, bởi vì tâm quả không thể có thọ ưu, cho nên dù rất là xấu vẫn là thọ xả. Nhưng mà đối với cái cảnh mà tốt và rất tốt á, thì cảnh rất là tốt nó sẽ là cái tâm quan sát thọ thọ hỷ. Do vì cái tâm quan sát thọ hỷ sanh lên ở đây là cái tâm quan sát thọ hỷ, mà tâm quan sát thọ đã là thọ hỷ rồi đó, thì cái na cảnh này á, thì phải thọ hỷ. Và giả sử như cái dòng động lực ở đây là sân, sân cho nên là cái động lực nó sẽ là sân, cho nên thọ thì phải ưu. Và trong tình huống này thì tâm na cảnh không có thể sanh lên được, là bởi vì na cảnh là cái tâm quả, và cái tâm quả đó, thì mình khi đó nó còn tùy thuộc vào cái tâm quan sát này. Tâm quan sát mà quả thiện đó, thì na cảnh là phải là quả thiện. Quan sát mà thọ hỷ nó thì cái na cảnh này nó phải tùy vào cái tâm quan sát này, thì khi này cái na cảnh là không sanh được, mà khi đó sẽ sanh lên một cái sát na hữu phần khách hay là hộ kiếp khách. Và khi mà cái tâm hữu phần khách sanh lên á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là giống cái trường hợp ở dưới đây. Trường hợp ở dưới đây là sau động lực rồi hữu phần khách và sau đó là hộ kiếp. Ở trong cái lộ tâm cái cảnh đây là cái cảnh lớn. Trong cái cảnh lớn dưới đây đó thì chúng ta sẽ thấy là sau động lực rồi hữu phần khách rồi hậu kiếp. Rồi trong cái trường hợp trên đây á thì cũng sau động lực rồi hữu phần khách và hậu kiếp. Thì trong trường hợp này để phân biệt được cảnh rất lớn và cảnh lớn á, thì chúng ta dựa vào sát na vừa qua.
Nếu mà chỉ có một sát na vừa qua đó thì là cái cảnh rất là lớn. Nếu mà có hai sát na vừa qua đó thì là cảnh lớn. Phần sau đó thì giống nhau, là bởi vì trong trường hợp mà động lực sân và gặp cái cảnh rất là tốt, khi đó mà nếu đối với chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ thì khi đó nó sẽ có sen phần hữu phần khách. Như vậy thì có hai trường hợp hữu phần khách, một trường hợp phục hữu phần khách đối với cái lộ ngũ môn cảnh rất tốt và có na cảnh. Trường hợp thứ hai là đối với lộ ngũ môn cảnh lớn mà động lực sân đối với một người tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Thì đối với cái cảnh lớn ấy, vì không có cái na cảnh, vì không có na cảnh sao động lực ấy, thì lập tức là hữu phần, cho nên dù không có tính đến cái tâm quan sát này, bởi vì cái tâm quan sát nào đi nữa thì sao động lực ấy, thì đã tới hữu phần rồi. Cho nên đối với trường hợp của cái cảnh lớn ấy, là nếu đó là một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ thì gặp cái cảnh lớn hay gặp cái cảnh cảnh tốt hay không tốt gì. Nếu mà là chỉ là cái cảnh lớn và động lực đó là động lực sân thì khi đó có hữu phần khách. Thì bây giờ chúng ta nói đến cõi. Thì khi mà học lộ tâm này đó, thì ngoài cái việc đó mà chúng ta tính theo người thì chúng ta còn phải tính theo cõi. Và cõi đó, đó để tính được cõi đó có cái tâm đó hay không đó, thì trước hết là chúng ta xem cái cõi đó nó có bao nhiêu hạng người. Như vậy là 12 hạng người chúng ta có bên đây. Tôi biết một dọc bên này. Ở đây tôi biết biết thánh nhân này, 8 hạng thánh nhân, 12 hạng người, 12 hạng người, ba mươi mốt cõi. Người khổ á thì bốn cõi khổ, người lạc vô nhân á, người lạc vô nhân á thì chỉ có hai cõi là cõi nhân loại. Nhân loại và tứ đại thiên vương. Dạ bị mất hình. Dạ. Nhân loại và tứ đại thiên vương và vô tưởng. Còn người nhị nhân thì có được ở bảy cõi vô dục giới. Người tam nhân, tôi biết lộn, tam nhân chứ không phải tam nhân, người tam nhân là ba nhân ấy. Người tam nhân á thì ở cõi bảy cõi vô dục giới, bảy cõi vui dục giới thì chúng ta có 11 cõi, thì chúng ta nói bảy cõi vui có nghĩa là trừ bốn khổ. Bảy cõi vô dục giới, 15 sắc giới, trừ vô tưởng,
15 sắc giới trừ vô tưởng và 4 vô sắc. Người 7 vô 15 vô sắc chưa? Còn 8 hạng thánh nhân á thì trừ người sơ đạo thì 7 hạng người còn lại đó thì giống như là người tam nhân. Riêng người sơ đạo đó thì chỉ có người sơ đạo đó thì không có ở trên cõi vô sắc. Người sơ đạo thì chỉ có sơ đạo. Sơ đạo thì chỉ có 7 vô dục giới. Dục giới 10 người sơ đạo, xin lỗi các vị, ở hạng thánh nhân họ phải trừ ra nữa. Tại tam nhân á, thì chúng ta tính chung á, thì được, nhưng mà nói về thân tại vì người tam nhân á, mà người phàm á thì người phàm á, thì lại là khác. Người tam nhân tôi phải biết riêng, người tam nhân thì hơi nhiều. Đây tôi xin lỗi, tam nhân thì nhiều lắm. Tam nhân thì chúng ta có hai là phàm tam nhân. Tam nhân nha. Tam nhân. Thì tam nhân ở đây đó là phàm tam nhân. Phàm tam nhân thì 7 vô dục giới. 7 vô dục giới. 7 vô dục giới, phàm tam nhân và 16, 11 cõi sắc giới. 10 cõi trừ 5 tịnh cư và vô tưởng thì còn 10 cõi sắc giới. Và 4 vô sắc. Rồi người sơ đạo. Người sơ đạo á thì cũng giống như vị tam nhân, nhưng người sơ đạo khác. Người sơ đạo là cũng 7 vô dục giới. Sư Hạnh Tuệ Hoan Hỷ, sư viết rõ lại giúp tôi cho các vị học viên. 7 vô dục giới và người sơ đạo thì không có ở trên vô tưởng, và tất nhiên thì cũng không có ở trên ngũ tịnh cư, cho nên 16 cõi sắc giới đó thì còn 10 sắc giới trừ vô tưởng và tịnh cư. Và người sơ đạo thì không có trên vô sắc. Người sơ đạo thì không có vô sắc. Rồi người người nhị quả. Người nhị quả thì người nhị quả thì giống như sơ đạo mà thêm, và giống như sơ đạo, giống sơ đạo thêm, giống sơ đạo, giống sơ đạo tức là cũng 7 vô dục giới, 10 cõi sắc giới, nhưng mà cộng thêm là 4 vô sắc. Và cộng thêm 4 vô sắc. Nhị đạo thì cũng vậy. Đúng ra tôi phải viết là nhị đạo trước. Nhị đạo. Rồi nhị đạo. Nhị đạo, nhị quả giống nhau. Tam đạo. Nhị đạo, nhị quả. Nhị đạo, nhị quả, rồi tam đạo. Nhị đạo, nhị quả, tam đạo thì giống như là ba cái này giống nhau. Nhưng mà người tam quả nó thì khác, tam đạo khác, tam quả khác.
mặc dù chỉ cách nhau một sát na nhưng mà khác nhau, là do vì đối với năm cõi tịnh cư chỉ dành cho vị thánh chứng từ tam quả trở lên. Khi nào chứng tam quả thì mới sanh về cái cõi tịnh cư, cho nên cái cõi tịnh cư đó là không có tam đạo, chỉ tên cõi tịnh cư với chỉ có ba hạng người thôi, tức là tam quả, tứ đạo và tứ quả. Cho nên thấy hai hạng người tam đạo và tam quả giống như là một như vậy đó, nhưng mà thật ra đó thì về phương diện cõi có mặt ở trên cõi nào thì khác nhau. Như vậy thì tam quả đó thì tam quả thì bảy vui dục giới, bảy vui cõi sắc giới, người tam quả ở được 15 cõi trừ vô tưởng, 15 cõi trừ vô tưởng, 15 cõi trừ vô tưởng rồi bốn vô sắc. Người tam quả, người tứ đạo và tứ quả thì giống tam quả. Dạ. Tứ đạo là tứ quả. Thì giống như là tam quả. Để tôi xem để tôi có tính lộn, có tính nhầm hay không, tại vì mấy con số này đôi khi rất là dễ nhầm. Người khổ thì ở bốn cõi khổ, người lạc thì ở cõi nhân loại, tứ đại thiên vương và vô tưởng. Người nhị nhân thì bảy cõi vui dục giới. Người tam nhân thì bảy cõi vui dục giới, 15 sắc giới trừ vô tưởng và bốn vô sắc. Đúng rồi. Hạng thánh nhân, người tam nhân, được. Người sơ đạo bảy cõi vui dục giới, 10 sắc giới trừ vô tưởng tịnh cư và trừ vô sắc. Đúng rồi. Người nhị đạo thì giống sơ đạo nhưng mà cộng thêm bốn vô sắc. Người nhị đạo rồi nhị quả rồi đây đâu có tam đạo đi được à, tam đạo à, nhị đạo nhị quả tam đạo thì giống nhau rồi. Tam quả tứ đạo và tứ quả nó thì bảy cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới và bốn vô sắc. Vậy đúng rồi. Thì để tính một cái lộ tâm á, có mặt ở trong cõi nào đó thì chúng ta xem trong cõi đó có hạng người nào, và nếu mà cái hạng người đó đó, từ cái hạng người đó chúng ta xem ra trong cái cõi đó có hay không. Ví dụ giống như là ở trong cõi vô sắc không có người sơ đạo thì chúng ta biết rằng là cái tâm sơ đạo đó không có ở trên cõi vô sắc. Sau này chúng ta học về lộ ý á, thì nếu mà học về cái lộ chứng sơ đạo sơ quả đó, thì chúng ta biết rằng cái lộ này đó, cái lộ tâm này nó không có trên cái cõi vô sắc. Vậy thì bây giờ chúng ta xem rồi người theo cõi, bây giờ chúng ta xem là người so với tâm, người bên đây là tâm. Người với tâm, thật ra người với tâm thì nó cũng không phải là khó nhớ các vị. Trước hết đó, là chúng ta có người cổ, người nhị nhân, người cổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân. Chúng ta chỉ nói đến người hạng thông thường. Rồi, chúng ta chỉ đầu tiên chúng ta lấy cái hạng thông thường. Hạng thông thường ở đây có nghĩa là người đó không có chứng thiền định và đạo quả. Thì nếu một người thông thường trong bốn hạng phàm này thì tất nhiên là không có thiền định đạo quả, chúng ta trừ hết táo đại và trừ hết siêu thế. Như vậy là chỉ còn cái phần dục giới thôi. Ảm thì chúng ta trừ các cái tâm của vị A-la-hán ra. Đã, tâm của các vị A-la-hán ra. Thì chúng ta còn lại những cái tâm mà bốn người
bốn hạng phàm phu này có thể có. Thì cái bốn hạng trong cái tâm này đó thì chúng ta cũng còn chúng ta cũng dễ nhớ rằng là trong phàm phu của chúng ta, hãy nói để phàm phu đó, thì chúng ta luôn luôn cũng nhớ là lúc nào cũng có 12 bất thiện đó. Cái gì thiếu chứ còn 12 bất thiện lúc nào cũng cũng đủ đó, thậm chí là dư nữa. Thì hãy là hãy bốn hạng phàm phu đó, thì luôn luôn mình nhớ là có đủ 12 bất thiện. Xin lỗi các vị, phàm phu, nhưng mà phàm phu ở đây thông thường phải kể thêm một chi tiết nữa, đó là cái cõi dục nó thông thường mà cõi dục nữa, còn phàm phu mà cái cõi thiền đó, thì có khác nữa. Giờ phàm phu mà cõi dục, giờ hạng cái hạng phàm phu thông thường ở cõi dục, tức là hạng phàm phu mà không có tu thiền và không có chứng đạo quả mà ở cái cõi dục giới nữa, thì trước hết đó là cái hạng này đó, thì luôn luôn có đủ 12 tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta xét trước từng hạng người một, đó là hạng người khổ. Hạng người khổ thì có cái gì? Thì trước hết là có 12 bất thiện. Rồi trong 18 tâm vô nhân đó, thì người này có 17 tâm. Chỉ trừ cái tâm ưng cúng vi tiếu thôi, 17 vô nhân. Trừ ưng cúng. Rồi 8 đại thiện. Dạ, đó là người khổ. Đại quả thì họ không có. Họ nếu mà họ phải dùng những cái tâm như là cái tâm có na cảnh thì cái na cảnh nó chỉ là các cái tâm quan sát thôi, chứ không có đại quả. Và tâm di tác thì của vị A-la-hán tất nhiên là trừ rồi. Như vậy thì đối với người khổ thì trừ ứng cúng vi tiếu, 8 đại quả và 8 đại tốt. Như vậy thì họ chỉ còn có là 12, 8, 37 tâm. Tất cả là 37 tâm. Người khổ có 37 tâm thôi. Thì ở đây khi mà chúng ta học một hạng người có bao nhiêu tâm thì chúng ta thấy trong 12 hạng người á, thì không có hạng người nào mà giống cái số lượng tâm giống hạng khác được hết á. Bởi vì ở đây là phân theo cái số tâm, phân người theo cái tâm mà họ có. Rồi đối với người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân á, thì cũng giống như là người khổ. Nhưng mà được cộng thêm người lạc. Và người lạc, cái này chắc phải nhờ sư Hạnh Tuệ trực tiếp biết giúp tôi nha. Người lạc thì giống khổ. Nè, tôi ghi cho gọn thôi. Giống khổ, giống người khổ. Mà cộng thêm 4 đại quả ly trí. 4 đại quả ly trí. Đối với người nhị nhân thì giống lạc, giống người lạc. Người lạc và người lạc ở trong cái cõi dục, chúng ta đang học cái cõi dục, nhưng mà người vô tưởng thì chúng ta mặc nhiên là bỏ, bởi vì người vô tưởng không có tâm, không có kể ở đây. Rồi người tam nhân, chúng ta tam nhân. Người tam nhân cõi dục, người tam nhân thì hơi nhiều. Người tam nhân ở cõi dục á, mà tính 12 bất thiện, người cõi dục thì lúc nào cũng, nếu là phàm thì lúc nào cũng có 12 bất thiện á. 17 vô nhân trừ ứng cũng vi tiếu. Tám đại thiện.
tám đại quả. Thì chúng ta có bao nhiêu tâm rồi? 12, 16, 3, 45 tâm. Và ngoài ra đó, thì nếu ngoài ra nếu vị này mà có tu thiền nữa đó, mà chứng được tới vô sắc, và nếu vị này có tu thiền thì tu tới tầng nào thì cộng thêm cái số lượng tâm tầng đó. Nếu mà vị này tu thiền đến vô sắc á, thì cộng thêm chín đấu đại, cộng chín thiện đấu đại. Đây là trường hợp đặc biệt chứ không phải người thường nữa. Trường hợp của người chứng thiền đó, chứ còn bình thường đó, thì chỉ có 45 tâm thôi. Còn nếu mà người mà chứng được sơ thiền đó, thì cộng thêm tâm thiện sơ thiền. Rồi nhị thiền đó, thì được thêm một tâm nhị thiền. Tại vì người nhị thiền, người chứng được nhị thiền thì người đó vẫn dùng được cái tâm thiện sơ thiền. Cho nên là tính thêm cái tâm thiện thì thêm một tâm, thì tương tự như vậy. Một người chứng đến phi tưởng, phi tưởng xứ thì người đó cộng thêm chính diện đạo đại. Đó là người tam nhân, ở người phàm tam nhân. Rồi, này phải thêm chữ phàm như đây nữa. Tôi còn kêu hoài. Đây phải phàm tam nhân nha. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cứ mặc nhiên chúng ta gọi là người tam nhân á, thì cứ các vị cứ hiểu là người phàm, tại vì hạng phàm tam nhân mà chứng thánh thì chúng ta có cái tên gọi là người sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả rồi. Cho nên chúng ta nói người tam nhân thì cứ mặc nhiên là hiểu là phàm tam nhân. Nhưng mà trường hợp đối với một người tam nhân mà ở trên các cái cõi sắc, các cái cõi thiền, các cái cõi thiền đó, thì khác. Ở trong các cõi thiền có hai loại, đó là thiền, đó là thiền sắc và vô sắc. Và người theo tâm thì người đây là tam nhân, tam nhân cõi thiền. Chúng ta có hai cái cõi thiền, tức là cõi sắc và vô sắc. Đối với hạng tam nhân ở cái cõi thiền, ở cõi thiền sắc giới đó, thì chỉ có 12 bất thiện thôi, trừ sân. Vị phạm thiên không có sân. Do vì cái đời sống tinh thần của vị này đó, là vị này có nhiều thứ vị này đã từ bỏ, mà trong đó quan trọng nhất là vị này trong khoảng thời gian đó vị này bỏ dục ái, tức là cái sự ưa muốn ở trong các cái cảnh trần sắc thinh khí vị xúc. Và chính vì cái dục ái này mới làm cái điều kiện cho cái tâm sân. Và người nào không có dục ái đó, thì người đó không có sân. Bởi vậy mà chúng ta nhớ cái lý này, mà tại sao vị thánh tâm quả các ngài không sân, bởi vì các ngài đã diệt trừ từ dục ấy. Mười bất thiện thì đối với chư phạm thiên đó, thì các ngài chỉ có 12 bất thiện, chỉ còn có 10 thôi. Còn riêng đối với trường hợp của vô nhân á, của cái tâm vô nhân á, thì các vị này chỉ có 11 tâm vô nhân thôi. 11 vô nhân, 11 tâm vô nhân. 11 tâm vô nhân trừ cái gì? Là trừ hai cái tỷ thức. Hai thiện thức. Hai tỷ, hai thiệt, hai thân. Và tâm trừ ứng cúng.
tức là trừ 2, 4, 6, trừ 7, 11 tâm vô nhân trừ 7 tâm là 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt, 2 tâm thân thức. Là đối với các vị Phạm Thiên đó, là mặc dù các ngài cũng có cái hình dạng gồm có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà cái thần kinh tỷ, tức là cái khứu giác hay là cái vị giác, cái xúc giác của vị Phạm Thiên không có. Vì Phạm Thiên chỉ trong cái ngũ quan ấy, thì các ngài chỉ dùng có 2 cái giác quan thôi, tức là mắt và mắt để thấy, tai để nghe thôi. Còn các cái giác quan khác lại thì chỉ có cái hình tướng chứ không có, chứ không có cái thần kinh, không có sắc thần kinh. Rồi đối với 18 tâm vô, 18 tâm vô nhân, tất nhiên là tâm đại thiện thì có, là tám đại thiện. Hôm trước tôi không có nhắc cái phần này là tôi sợ là các vị thấy nhiều quá, các vị ngại. Tôi để trong cái đời tám đại thiện, chín đấu đại, chín thiện đấu đại, tám đại thiện, chín thiện đấu đại. Lời một trong năm quả sắc giới, một trong năm sắc giới, một trong năm sắc giới ở đây tức là quả, một trong năm quả sắc giới tức là các ngài tục sinh bằng cái tâm nào á, thì cộng thêm cái tâm đó. Ví dụ giống như là vị chứng sơ thiền, các ngài tục sinh bằng, sẽ bằng cái tâm quả sơ thiền thì cộng thêm cái tâm quả sơ thiền. Đối với cái cõi nhị thiền thì cộng thêm cái tâm quả nhị thiền bỏ sơ thiền. Tức là một trong năm thôi, chứ không có thể nào cùng vị nào đó mà dùng được cả năm, mà chỉ là một trong năm. Rồi tam nhân mà ở cái cõi, tam nhân mà ở cõi cõi vô sắc á, tam nhân mà vô sắc, tam nhân ở vô sắc á, thì mười cũng là mười bất thiện, cũng giống như là ở sắc, trừ hai sân. Rồi do vì cái cõi này là cái cõi vô sắc, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nên toàn bộ cái ngũ song thức của vị này đó là không có. Mà đã không có cái ngũ song thức rồi thì cũng không có cái tiếp thâu quan sát đoán định, không có tiếp thâu quan sát, cho nên là anh chỉ có cái khai ý môn, chỉ có cái khai ý môn, khai ngũ môn cũng không có. Là bởi vì khai ngũ môn là để mở cửa cho năm, cho ngũ song thức, mà nếu không có ngũ song thức đó, thì cũng không có khai, cũng không có khai ngũ môn. Và mười bất thiện, và như vậy thì đối với vị này và 18 tâm vô nhân thì vị Phạm Thiên chỉ còn có một thôi, và tám đại thiện. Cái này rồi, một trong bốn quả vô sắc, thật ra các này, cái này nó để nhớ được là chúng ta tính theo lý về các vị nhớ thôi. Các vị nhớ như thế này, là đối với các vị trời Phạm Thiên á, là do vì các vị này không có dục ái trong cái khoảng thời gian này, cho nên các ngài đó là không có hai tâm sân. Rồi trong trường hợp mà đặc biệt vì cái thân, cái hình hài của vị Phạm Thiên á, các ngài sống bằng cái an lạc của thiền định, các ngài không giống như là có dục là mấy, phải cần phải có ăn uống, mà cái thực phẩm của vị Phạm Thiên á, chính là cái niềm vui của thiền định. Cho nên về các giác quan như là để mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân xúc chạm thì hoàn toàn các vị không cần, bởi vì cái thân xúc chạm nó là cái thân mà chúng ta dùng để tiếp xúc với những cái
cảnh cảnh dành cho những chúng sinh thân tướng thô mà có thể tiếp xúc với cảnh hữu trần đó, thì mới có một cái thân tướng mà có cái sắc thần kinh thân, hay gọi là cái thần kinh xúc giác. Còn đối với phạm thiên thì không có. Như vậy thì đối với vị trời phạm thiên đó, sắc giới đó, thì chúng ta cứ trừ hai cái loại phiền não và ba cái giác quan mà vị này không có. Rồi đó đến các vị vô sắc đó, thì ta thấy rằng là do không có hình hài, cho nên không có ngũ song thức, rồi cũng như là không có tâm tiếp thu, không tâm tiếp thu tâm quan sát, và cũng không có khai ngũ môn. Rồi đối với vị vô sắc đó, thì tự nhiên là cũng toàn bộ đối với vị vô sắc á, thì 18 vô nhân chỉ còn có khai ý môn thôi. Thì thật ra thì chúng ta học lâu dài đó, thì cái này tự nhớ thôi. Bởi vì ở trong đó nó cũng có những cái lý do để chúng ta nhớ, giống như là vì trường hợp này cho nên chúng ta tự ra, chúng ta có loại suy như vậy thì chúng ta nhớ. Đó là phàm. Còn bây giờ chúng ta nói học với trường hợp là của thánh. Thánh trước hết nó là tám hạng thánh nhân, tám hạng thánh. Thì bốn người đạo. Đây bốn người quả. Bốn người đạo thì chỉ có một tâm đạo. Người nào thì tâm đạo đó, người sơ đạo thì tâm sơ đạo, người nhị đạo thì tâm nhị đạo, chỉ có một tâm thôi. Bốn người đạo thì dễ nhớ. Còn bốn người quả đó, bốn người sơ quả đó, thì chúng ta để dễ nhớ đó, thì chúng ta cứ học cứ theo cái người tâm nhân. Dạ. Để nhớ về các vị thánh nhân á, thì chúng ta xem, chúng ta nhớ theo cái người tâm nhân. Đây là cái đối với tôi học thì tôi để tôi nhớ thì tôi nhớ theo cái cách đó. Đối với các vị thánh nhân á, thì các ngài vốn là người tâm nhân chứng thánh, cho nên là cứ lấy cái hạng người tâm nhân ra mà chúng ta tính. Và trong người tâm nhân á, thì các cái thần thánh á, thì chúng ta trừ thêm cái phiền não của các ngài đã diệt. Ví dụ giống như là người sơ quả đó thì cũng là chính là người tâm nhân mà đắc được sơ đạo sơ quả. Cho nên người tam nhân mà người bị sơ quả mà ở cái cõi dục giới đó, thì giống như là người tam nhân ở cái cõi dục giới mà chỉ trừ và sơ quả và bốn người quả này đó, thì chúng ta cứ xem giống như là người tam nhân như vậy đó. Người sơ quả ở cõi dục thì chúng ta lấy theo người tam nhân ở cõi dục, người bốn người quả này ở cái cõi sắc thì chúng ta lấy theo người tam nhân ở cõi sắc. Rồi sau đó chúng ta trừ ra cái phiền não mà tầng thánh đạo này đã diệt. Vậy thì ví dụ như là đối với một người sơ quả thì ở trong cái cõi dục giới, thì chúng ta cứ lấy cái tâm của người tam nhân ở cái cõi dục giới. Rồi người tam nhân ở cõi dục giới rồi. Dạ, người tam nhân ở cái cõi dục giới. Thì người tam nhân ở cái cõi dục giới đó, thì vị này có 12 bất thiện. 12 bất thiện. Đây, 12 bất thiện đây. Thì vị thánh sơ quả đó, thì trước hết về bốn cái tâm tham hợp tà đó, và các ngài không có. Rồi cộng với cái si hoài nghi, vị thánh sơ quả không có. Thì thánh sơ quả ở trong cõi dục giống như là người tam nhân mà trừ, giống tam nhân thì tôi ghi luôn, giống tam nhân mà trừ trừ thêm năm cái phiền não. Dạ, bốn người quả là sao quả. Người đạo thì dễ rồi, thì sao quả thì giống tam nhân, người sao quả có dục thì giống tam nhân. Giống tam nhân cõi dục trừ thêm năm tâm.
tức là bốn tâm tham ly tà và si phóng dật. Trừ, xin lỗi, trừ bốn tâm hợp tà. Dạ. À, si hoài nghi chúng không có phóng dật, si hoài nghi. Rồi cái người sơ quả mà ở cái cõi sắc giới thì cũng giống như là người sơ quả ở cõi sắc giới thì cũng giống như là người tam nhân ở cõi sắc giới, nhưng mà chúng ta trừ cái phiền não mà các ngài đã đoạn trừ, tức là bốn tham hợp tà và si hoài nghi. Người nhị quả đó, người nhị quả đó thì ở là người nhị quả, người nhị quả đó thì chỉ khác với người sơ quả là ở cái tâm nhị quả thôi. Nếu người sơ quả nó dùng cái tâm sơ quả thì đối với cái thánh nhị quả nó thì thay thế cái tâm sơ quả bằng cái tâm nhị quả. Nó khác nhau, hai hạng người này chỉ khác nhau có một tâm duy nhất, tại vì cái tầng thánh nhị quả thì không có gì thêm. Đối với cái bậc tam quả, một có nhiều quyển sách anh lộn quá nhiều, chúng tôi phải tự tính. Đối với một người tam quả đó thì chúng ta đối với một người tam quả là đối với người tam quả thì chúng ta cũng tính như vậy. Chúng ta cũng cách tính là giống như là một người tam nhân mà chúng ta trừ cái phiền não của ngài. Thì người tam quả thì dù cho ở cái cõi dục hay là cái cõi sắc giới thì lúc nào thì cái phiền não của các ngài thì kể thêm trừ ra thêm hai cái tâm sân. Còn đối với một vị thánh vị tứ quả. Dạ. Các vị tự ghi được mà hả? Tôi ghi là nhị quả. Nhị quả. Rồi tam quả. Tam quả thì giống như nhị quả nhưng mà trừ thêm hai tâm sân. Còn nhị quả nó thì giống như là sơ quả mà thay thế bằng cái tâm sơ bằng cái tâm nhị quả. Tương tự tam quả thì cũng giống như là nhị quả nhưng mà trừ thêm hai tâm sân, và tất nhiên là thế cái tâm nhị quả bằng cái tâm tam quả. Và tam quả là trừ thêm hai sân, trừ thêm hai sân rồi thay thế bằng một trong năm tâm tam quả. Dạ đó. Còn đối với một vị thánh A-la-hán á, dạ, đối với vị thánh A-la-hán tứ quả, đây là cái vị đặc biệt. Vị thánh A-la-hán hay là vị thánh tứ quả đó là toàn bộ các cái phiền não thì không còn. Cho nên cái gì mà thuộc về phiền não thì bỏ. Và cái thứ hai là cái gì mà cái tâm nào mà còn cho quả thì các ngài cũng đoạn. Tức là các ngài chẳng những là đoạn trừ cái mầm móng thì tái tục vào khổ cảnh,
thì cái chủng tử mà để tái tục về các cái cõi vui cũng không còn, bởi vì các ngài chấm dứt cái dòng sinh tử luân hồi. Cho nên bất thiện cũng phải bỏ, mà thiện thì cũng không còn. Vậy thì đối với vị A-la-hán thì chúng ta, các ngài là các vị nhớ là vị A-la-hán là phiền não thì không, 12 thì bỏ, thiện thì cũng không còn, bỏ luôn. Anh xin lỗi, nhầm. Thiện thì cũng không có. Như vậy đó thì vị A-la-hán là các ngài chỉ còn khác nhau về phương diện, điều kiện, tâm lý của một chúng sinh đối với cái cõi đó thôi. Chẳng hạn giống như là đối với vị A-la-hán mà ở trong cái cõi dục á, thì các ngài có đủ 18 tâm vô nhân. Nhưng mà ở trên cái cõi trời sắc giới á, thì các ngài... Như vậy thì ở trong cõi dục giới thì các ngày 18 tâm vô nhân, còn cái cõi trời sắc giới đó thì các ngày trừ cái nhãn nhĩ tỷ, từ ba cặp này tỷ thiệt thân, đó là cõi dục, còn đó là cõi sắc giới, xin lỗi. Còn nếu mà cõi vô sắc giới đó thì 18 tâm vô nhân á, thì chỉ còn lại có cái khai ý môn và tâm ứng cúng vi tiếu, là chỉ vậy thôi. À, xin lỗi các vị, cũng trừ luôn ứng cúng vi tiếu, tại vì các ngài vô sắc cho nên các ngài không có cười. Đúng. Dạ, cho nên là cũng trừ luôn cái ứng cúng. Dạ. Như vậy thì người mà nục, để chúng ta xem trong cõi có bao nhiêu người, thì xin lỗi, trong cõi có bao nhiêu tâm, thì trước hết chúng ta xem là trong cõi đó có bao nhiêu hạng người, rồi từ cái hạng người đó chúng ta mới xem là những cái hạng người đó có bao nhiêu tâm, thì chúng ta sẽ tính ra trong cõi có bao nhiêu tâm. Giống như là trong cái cõi nhân loại chúng ta đó, thì có tất cả là 11 hạng người. Do vậy đó là cõi nhân loại có bao dùng được bao nhiêu tâm, thì chúng ta xem 11 hạng người đó là có dùng được cái loại tâm nào, thì chúng ta cộng tất cả các cái tâm đó, thì sẽ ra tâm của cõi đó. Ví dụ giống như là cõi nhân loại của chúng ta đó là có phàm có thánh và có người chứng thiền. Do đó phạm thì có 12 tâm bất thiện, và cõi dục thì có 18 tâm vô nhân có đủ, bởi vì có phàm có thánh, trong đó có thánh A-la-hán. Rồi đối với cái tâm dục giới tịnh hảo đó thì lại là cũng có đủ. Rồi đối với các cái tâm đáo đại đó, thì do vì chúng sinh ở trong cõi này nó chưa có tục sinh qua các cái cõi thiền, cho nên không có cái tâm quả, còn lại thì có đủ. Đó là cõi nhân loại. Và cái cõi nhân loại như thế nào đó thì cái cõi tứ đại thiên vương cũng giống như vậy. Và cái cõi tứ đại thiên vương như thế nào đó thì bảy cõi vô dục giới đó thì cũng giống như vậy, bởi vì bảy cõi vô dục giới thì gồm có người nhị nhân và người tam nhân, có phàm có thánh, cho nên phải đủ. Chỉ riêng cái cõi thiền thì chúng ta nhớ là cái cõi thiền á là trừ người khổ, người nhị nhân và người lạc vô nhân, thì trong đó thì người tam nhân mà nếu phạm thì chúng ta chỉ trừ thêm hai cái tâm sân thôi. À, xin lỗi, ngoài hai tâm sân đó thì cái cõi sắc giới nó thì phải trừ thêm những cái tâm thuộc về với cái giác quan. Yeah. Ở đây chúng ta dễ nhớ là tức là càng lên các cái tầng cao chừng nào đó thì các cái giác quan của các vị này đó là mất dần, bởi vì nhiều cái giác quan đó là chúng sinh đó là chỉ ở cái cõi dục, vì lý do để hưởng các cái cảnh dục, cho nên chúng ta cần phải
có những giác quan nhiều như vậy. Còn đối với các vị ở trên cái cõi trời cao thì do vì cái đời sống tinh thần của các vị nó chỉ sống bằng cái pháp vị thiền định, cho nên không phải hưởng cái cõi dục giống như là chúng sinh, các cái cảnh dục giống như chúng sinh ở cõi dục. Chính điều đó mà giác quan của các vị này chỉ có hai, còn các cái cõi vô sắc thì không có các giác quan, cho nên những cái tâm vô nhân mà liên quan đến các cái giác quan này thì chúng ta trừ thêm cõi. Ngoài ra thì đối với các cái tầng thánh thì chúng ta trừ thêm cái phiền não. Thì cái phần này có thể là tạm thời các vị không có nhớ hết, nhưng mà chúng ta học càng càng học thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng có cái lý để mình nhớ thôi. Mình loại suy từ từ ra, mình loại suy tức theo cõi, và loại suy theo cõi rồi loại để chúng ta trừ thêm cái phiền não của các tầng thánh diệt, thì chúng ta sẽ tính ra được cái số người có được bao nhiêu tâm và cõi được có bao nhiêu tâm thôi. Thì tôi mong là ở các cái buổi học sau thì các vị sẽ nhớ rõ được. Và chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Vào ngày Chủ nhật tới đó, thì vào cũng vào lúc cũng cùng giờ này, tức là 8 giờ, thì tôi sẽ mở lớp để cho các vì cái quan trọng thì tôi cũng muốn ôn tập rất kỹ lại cái phần lộ tâm cũng như là các cái phần mà chúng ta đã học, để cho các vị có được cái không có quên cái cơ bản. Và chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Chúc các vị ăn vui. Dạ con kính tri ân.